trình cho các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái trang visitor có cái giao diện giống như vậy. Thì ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái trang login. Thì nếu mà các bạn nào chưa coi cái video làm cái trang login thì có thể vô kênh YouTube của tôi và coi lại cái video hướng dẫn làm cái trang smart login ở đây. Bữa nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trang visitor có cái giao diện giống như cái trang login ở bữa trước, và nó có thêm một số cái tính năng như là upload hình avatar chẳng hạn. Rồi trang visitor thì nó có thêm cái trường birthday. Birthday thì tôi muốn nhập cái ngày sinh nhật, chọn hiện lên một cái hộp thoại để mà người ta chọn cái ngày tháng như vậy. Thì tôi sẽ đi copy cái đồ dép bữa trước là cái demo smart login, và tôi sẽ paste vào đây. Rồi tôi tìm lên nó này là thành demo smart visitor. Tiếp theo thì tôi sẽ vô, tôi sẽ mở cái trang index này và tôi sẽ đi viết code lại cho nó. Thì đầu tiên cái title tôi sẽ sửa lại thành smart visitor. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ sửa cái section này thành section visitor. Rồi cái chỗ title này thì tôi sửa thành visitor nào. Rồi cái chỗ form này thì name thì tôi sửa thành visitor form. Rồi method thì tôi để là post, và tôi thêm cho nó cái thuộc tính là entity sao bằng multi tag. Set form data. Đó, các bạn nhớ thêm cho cái thuộc tính này entity bằng multi tag form data, tức là chúng ta bắt buộc phải thêm cho cái thuộc tính này để cho nó có thể upload được hình. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ xuống dưới và tôi sửa nó lại. Thì đầu tiên thì tôi sẽ copy cái khối div này. Đó, tôi sẽ copy cái khối div này xuống. Chỗ này là tôi đầu tiên thì và tôi cũng copy cái khối div này xuống. Chỗ này thì tôi sẽ cho họ vi tài bắt buộc, tức là người ta nhập bắt buộc so sánh hai cái bắt buộc này và cái đi tay bắt buộc này có khớp với nhau không. Cho input tay thì tôi cũng để là bắt buộc, và cái name thì tôi cho nó là vì bắt buộc như vậy. Rồi tiếp theo thì cái chỗ này thì tôi cho là full name. Chỗ này thì tôi cái name thì tôi cũng cho là full name. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái khối này xuống. Tôi sẽ có cái trường email. Chỗ này thì tôi sẽ có một cái ô text box để cho người ta nhập email. Cái name thì tôi cũng sửa này thành email. Rồi tiếp theo thì tôi có cái trường avatar. Tôi sẽ phát tiếp ở đây, copy xuống và tôi sửa chỗ này thành avatar. Trường avatar thì chỗ này tôi sẽ cho nó thêm một cái thẻ ID. Tôi sẽ cho nó cái class div này, thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng phong cân trọng. Rồi tôi cũng cho nó cái nội dung là bằng avatar. Cho input này thì type tôi sửa thành file, name thì tôi sửa lại thành avatar. Đây là cái class thì tôi cho nó cái class là avatar upload. Cái layer holder thì tôi sẽ bỏ đi. Rồi tôi thêm cho nó cái thuộc tính là offset sao bằng email. Chưa sao các bạn nhớ thêm cái thuộc tính offset này vô. Thuộc tính offset này là để chúng ta upload chỉ có những cái file hình thôi. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi có một cái thẻ p class thì tôi cho nó bằng test danger. Cái dòng chỗ này thì tôi sẽ dùng để mà show cái message khi mà nó người ta upload fail hoặc gì đó, thì tôi sẽ show ở cái chỗ thẻ ID này khi mà chúng ta xử lý ở server chúng ta trả về. Ở chỗ này tôi sẽ bạc data ở đây. Rồi tiếp theo thì cái ID này tôi bỏ đi. Rồi tôi cũng copy cái ID ở trên này xuống.
cho email này thì tay tôi sửa lại là email. Rồi tiếp theo thì cái chỗ này thì tôi sẽ có một cái ô text box để nhập cái birthday ngày sinh nhật. Birthday thì chỗ này tôi sẽ cho nó cái time là bằng date. Cái name thì tôi cũng cho là birthday. Rồi cái next thì tôi cho nó là My Canada. Canada. Rồi. Rồi tôi thêm cái connect là bằng form control. Cho cái phần button này. Tôi sẽ sửa thành cái value là thành digital. Tôi cho save. Rồi tôi sẽ mở trang index này. Đó, thì cái giao diện hiện giờ nó như vậy. Ngoài ra thì ở đây thì tôi có một cái thẻ div và có cái connect bằng form group user editor thì tôi sẽ bỏ đi cái thẻ div này, số div này. Rồi tôi defend lại trình duyệt. Đó, thì cái trang editor hiện giờ của tôi nó như vậy. Cái tag bằng cái chỗ div cho cái trường birthday này thì tôi bỏ cái tag bằng date đi. Rồi tôi defend nó lại. Hiện giờ thì cái form của tôi nó như vậy. Thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho nó. Thì cho section này thì tôi sẽ sửa thành section visitor. Rồi tôi sạch. Rồi tôi defend lại. Rồi thì cái màu background nó thay đổi cho tôi như vậy. Và tôi sẽ thay đổi cái min height cho nó là bằng 1000 pixel. Rồi tôi defend lại. Đó, cái form của tôi nó như vậy. Rồi cái chỗ form breakdown này, chỗ mặt top thì tôi cho nó là 100 pixel thôi. Rồi tôi rồi defend nó lại. Thì cái form của tôi nó nhích lên trên cho tôi một chút. Rồi tiếp theo ở cái chỗ form item thì cái mặt pin bottom thì tôi cho nó là 15 pixel thôi. Rồi tôi được sạch. Rồi tôi defend trình duyệt này. Đó thì mấy cái ô text box này nó đã ăn lại cái khoảng cách cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái class avatar upload ở đây. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ chỉnh cho cái button này cho nó căn này xuống dưới. Thì tôi sẽ đánh ở đây. Thì cái avatar upload này thì tôi cho nó cái mặt top là bằng 10 pixel. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi reset nó lại. Đó thì cái button nó đã căn chỉnh lại cho tôi như vậy. Và tôi nick cho Chrome thì nó hiện lên cho không phải cho tôi để mà tôi đi lựa chọn là cái nơi mà chứa hình. Rồi cái class bằng Reset Network thì tôi không cần, tôi xóa đi. Rồi cái class nào bằng User Editor này không cần, tôi cũng xóa đi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chỉnh cho cái birthday này. Cái trường birthday này thì ví dụ như tôi thêm cho nó cái time là bằng date. Ví dụ như tôi defend nó lại thì nó cũng hiện lên một cái hộp thoại để cho tôi chọn ngày tháng. Thì đây là cái hộp thoại để show date vector mặc định của thằng HTML5. Thì nó như vậy. Nhưng mà cái style của nó không có đẹp lắm. Mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái style của thằng jQuery UI. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn download. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn download jQuery về và sử dụng cái file jQuery của nó. Đầu tiên tôi sẽ download cái jQuery này về. Thì ở đây thì có một số cái file như là download compress jQuery 3.4.1 như vậy, hoặc là download uncompress development jQuery 3.4.1. thì mấy cái phiên bản này nó có giống cũng sử dụng thì nó như nhau, thì nó khác chỉ yếu là cái như cái file ở cái file này, tức là cái file nén của cái file ở dưới này. Các bạn có thể download một trong hai file này về và sử dụng. Ví dụ tôi download cái file này về. Rồi tôi copy cái nội dung. Và tôi sẽ vô cái folder JS. Tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái file jQuery 3.4.1 rồi .js. Rồi tôi nhấn Enter. Tôi chọn JS. Rồi tôi sẽ mở cái file này lên. Và tôi pass cái nội dung của nó vô đây. Đó, tôi sẽ bóp
copy hết cái nội dung này và tôi paste cho cái file này và tôi mới cho save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi mất cái file này rồi. Thì tôi sẽ mất ở dưới này. Chỗ này thì tôi sửa thành cái tên file của nó. Rồi tôi copy cái tên file này. Rồi. Tôi sẽ mất cái file jQuery 3.4.1 như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi download cái file jQuery UI. Tiếp theo thì tôi sẽ đi download cái thằng jQuery UI. Rồi tôi sẽ giật cái jQuery download. Và tôi sẽ vô cái trang của nó. Thì nó hiện lên cái trang để tôi chọn cái file jQuery UI. Thì ở đây thì tôi sẽ download hai cái file này về. Ok, tôi download tiếp cái file này về. Rồi tôi sẽ đi vô cái folder chứa nó. Và tôi sẽ copy hai cái file này đi ra ngoài chẳng hạn. Ví dụ tôi copy ra cái ngoài này, đất desktop chẳng hạn. Và tôi sẽ giải nén hai cái file này ra. Rồi tôi giải nén cái file này ra. Đầu tiên thì tôi sẽ đi vô cái folder này. Thì tôi sẽ cần sử dụng cái folder thumb này. Và tôi sẽ phát vô cái folder CSS của tôi. Thì tôi sẽ sử dụng cái folder thumb này. Trong folder thumb này thì tôi sẽ dùng folder bay. Thì tôi sẽ sử dụng cái file jQuery.ui.css này. Tiếp theo thì tôi sẽ đi vô cái thằng jQuery.ui này. jQuery này thì tôi sẽ sử dụng cái file jQuery.ui.js này. Thì tôi sẽ copy cái file này. Và tôi bắt vô cái folder CSS của tôi. Rồi tương tự thì tôi cũng đi ngoát các file này vô cái trang của tôi. Thì đầu tiên thì tôi sẽ ngoát cái file jQuery.ui.css vô. Thì tôi sẽ sửa cái đường dẫn cho nó. Thì tôi sẽ cho tới folder CSS, folder thăm. Rồi folder bay. Rồi tiếp theo thì tôi sửa cái chỗ này này. Cái tên file này thành jQuery.ui.css như vậy. Tiếp theo thì tôi cũng mất cái file jQuery ở dưới này. Copy cái file này. Tôi cho save. Ở trên này cái chỗ trường bắt đây này thì tôi sẽ bỏ cái tay bằng dev đi. Tôi cho save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết đoạn script để mà trigger cho nó show ra cái hộp phạt debugger. Thì tôi sẽ có cái script thoại là bằng test xuyên kê ngang java script. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái lỗ thăng zona rồi bằng ngặt không ngặt. Tôi sẽ cho cái thuộc tính là document. Rồi tôi chấm ready. Rồi bằng ngoặc đúng không ạ? Rồi tôi cho cái function này. Bên trong này thì tôi tiếp tục có cái dấu đô la bằng ngoặc. Rồi đây thì tôi có cái class này bằng my container. Thì tôi sẽ gọi cái class này ở đây và tôi chấm debugger. Tôi sẽ viết như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là change gear là true. Rồi tiếp theo thì tôi có thuộc tính là change man, tôi cũng cho là true. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là show anim và show animation, tôi cho là false. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là inline, tôi cho là true. Rồi tiếp theo thì tôi có thuộc tính là shear range thì tôi cho là 1950 đến 2020 đi. 2019 rồi. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính
cái hàm là OSINET. Rồi tiếp theo tôi có cái thuộc tính là function, thì tôi cho là date. Tôi cho rồi tiếp theo tôi cho cái biến là is. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là adder. Đang adder thì tôi sẽ cho adder cái biến is. Đầu tiên thì tôi sẽ in ra cái current year, current day. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cộng với một cái dấu gạch ngang. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ biến in ra cái biến in current month, mà cái tháng hiện tại. Tiếp theo thì tôi sẽ in ra cái biến current year. Thì tôi sẽ in ra như vậy. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Tôi refresh lại trình duyệt. Và cái trường birthday của tôi nó ở đây. Và tôi click cho thì nó đã hiện thoại ra cái hệ thống thải để cho tôi nhập ngày tháng như vậy. Ví dụ tôi chọn ngày sinh này, tháng năm sinh chẳng hạn. Đó, đó thì nó enter lên cái ngày tháng năm sinh như vậy. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm được cái trang Digiter như vậy. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm các video hướng dẫn về các làm các thành phần khác.